Thằng Nghĩa có vẻ còn quan tâm, lo lắng con Hương lắm. Chắc nó chỉ tốt bụng với con Yến như tất cả mọi người thôi. Trong lòng nó chỉ có con Hương. Thằng Nhân thì cứ suốt ngày lo công chuyện. Mình gọi nãy giờ cũng không bắt máy. Chắc là đang bận. Phải khuyên nó mới được. Sao mẹ lại gọi mình giờ đây? Có chuyện gì sao? Mẹ nghe nè con. Mẹ gọi con có chuyện gì không mẹ? Con Hương bệnh gì hả con? Từ sáng giờ con bận hộp mới xong. Con đâu có nghe Hương gọi nói gì đâu. Chuyện là sao vậy mẹ? Hồi nãy thằng Nghĩa tình cờ gặp con Hương trong bệnh viện, nên nhờ mẹ gọi hỏi con là con Hương có bị làm sao không. Nó tình cờ gặp sao? Chắc là vậy thiệt đó. Tại nó đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho con Yến, nhân viên của nó. Chỉ có điều là mẹ nghĩ thằng Nghĩa vẫn còn quan tâm lo lắng con Hương. Con đó, đừng có suốt ngày lo công việc. Mẹ cũng là phụ nữ nên mẹ hiểu. Nhiều khi chồng không có thời gian, vợ dễ bị sa ngã lắm đó con. Huống hồ chuyện ngày xưa chỉ là kế hoạch của mình. Dạ con biết rồi. Để con chạy tới shop của Hương coi sao. Ừ, có gì thì gọi cho mẹ nha. Dạ con biết rồi, chào mẹ. Có khách vô kìa chị ơi. À, là chồng chị đó. Dạ, dạ em chào anh. À, chào em. Sao tự nhiên hôm nay anh rảnh rỗi ghé qua đây vậy? Nhân viên mới hả? À, dạ, dạo này sắp bắt đầu đông khách, cho nên em tuyển nhân viên vô làm. Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Dạ, anh ngồi nói chuyện với chị Hương, anh uống nước gì không ạ? Anh chỉ uống được cà phê thôi. Dạ, ở ngã tư này có quán cà phê ngon lắm, em đi mua cho anh nha. À, cảm ơn em. Dạ. À, em định chút nữa nhắn tin cho anh nè. Em có chuyện gì sao? Em định rủ anh đi ăn tối ở nhà hàng mà lần đầu tiên anh tỏ tình với em đó. Sao tự nhiên bữa nay em tốt với anh vậy? Không phải em không được khỏe mới đi khám bệnh về sao? Ủa, sao anh biết? Ai nói với anh hả? Dì Tám đi khám bệnh, dì Tám gặp em nên điện cho mẹ Nga hỏi thăm em có chuyện gì không, cho nên mẹ gọi cho anh để hỏi thăm em. Nhưng mà em có gặp dì Tám hay không? Dạ, chắc chị thấy em mà em không thấy gì. Em không thấy dì Tám, nhưng mà chắc em thấy thằng Nghĩa chứ. Em tình cờ gặp anh Nghĩa ở bệnh viện thôi. Mà sao anh hỏi vậy? Vậy sao ngay từ đầu anh hỏi? Là em không nói thiệt là em gặp thằng Nghĩa đi. Em không muốn nhắc tới anh Nghĩa nữa. Không muốn nhắc? Hay là em còn tình cảm với thằng Nghĩa nên em mới nói như vậy? Đi khám bệnh cũng không báo với anh, mướn nhân viên mới cũng không báo cho anh biết luôn. Em có còn coi anh là chồng hay không? Em thấy anh bận, vậy chuyện này cũng không có gì quá quan trọng, nên em không muốn anh bận tâm thôi. Mình đã là vợ chồng bao lâu nay rồi, còn sắp có con nữa. Không lẽ anh không tin tình cảm của em dành cho anh sao? Em vừa nói cái gì? Em có thai hả? Hai bữa nay em thấy chóng mặt nôn ói nên em tưởng đau bao tử. Em đi khám thì bác sĩ nói em có thai được 1 tháng rồi. Vậy là anh sắp được làm cha rồi. Em định tối nay hẹn anh đi ăn rồi nói chuyện này cho anh. Em muốn anh là người đầu tiên biết chuyện này. Em chưa nói chuyện này cho ai biết hết, kể cả mẹ nữa. Anh xin lỗi, em đừng có giận anh. Dạo này công việc nhiều quá nên anh nóng nảy một chút thôi. Em hiểu mà, lỗi cũng do em. Từ nay em sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì nữa. Vậy bây giờ anh đưa em về, hay là mình qua nhà mẹ ăn cơm rồi báo tin mừng với mẹ luôn? Dạ vậy cũng được. Vậy để em gửi đơn đặt hàng cái đã. Nghĩ là tôi tin cô sao? Nếu như không có chuyện lên giường với nhau và tai tiếng ở công ty thì cô chịu lấy tôi sao? Nhưng mà dù sao giờ đã có con rồi thì cũng tốt. Minh và cổ càng khó bỏ nhau hơn. Đây là giai đoạn quan trọng, mình phải ráng kìm nén cảm xúc. À, em à,
và anh về công ty làm việc tiếp. Khi nào xong việc á, anh tới đón em nghe. Hay là anh về nhà luôn đi, em cũng phải về nhà tắm rửa thay đồ rồi mình cùng đi nha. Vậy cũng được, thôi anh đi ha. Dạ. Anh đi nha. Ừ. Thưởng thức cuộc đời 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 91, xem lại độc quyền trên THVLI.